Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thì người dân cũng khó có thể biết được là chất lượng không khí nơi mình ở như thế nào. Chính vì vậy mà người dân thành phố Hồ Chí Minh cần hết sức lưu ý, bởi không khí ở đây đang ô nhiễm ở mức báo động, đặc biệt là thời điểm này mới là giai đoạn đầu mùa khô, do đó tình trạng ô nhiễm dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh là khu vực được đánh giá có chất lượng không khí xấu nhất cả nước ta. Theo phần mềm đánh giá chất lượng không khí Palm Air, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay được đánh giá chất lượng không khí ở mức màu đỏ hoặc màu cam, có nghĩa là mức chất lượng không khí rất xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt là chúng tôi thấy quan sát là cái hạt bụi rất mịn, PM2.5, cái mật độ của nó rất là lớn. Thì cái loại bụi này nó có thể xâm nhập sâu vào trong phổi hoặc là cuống phổi của mọi người. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại Hồ Chí Minh, số liệu quan trắc môi trường các năm đều cho thấy ô nhiễm không khí vượt mức nguy hại. Nguyên nhân chính được xác định do các hoạt động giao thông và thi công công trình. Chị Xuân Anh này, không biết là chiều nay thì chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh đã tốt lên chưa ạ? Vâng, và chiều nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa to và các cái hạt bụi lơ lửng trong không khí đã bị rửa trôi, bởi vậy mà chất lượng không khí cũng đã trở lại mức tốt rồi. Bên cạnh đó, không chỉ có thành phố Hồ Chí Minh mà mưa to cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi khác vào chiều tối ngày hôm nay. Và trên ảnh radar quý vị cũng có thể thấy rõ, mưa to tập trung ở khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và một số nơi tại Kiên Giang, chính là tương ứng với những vùng phản hồi radar có độ màu cam và màu đỏ như thế này. Dự báo là sang ngày mai thì mưa có thể là sẽ ít hơn, chỉ xuất hiện vài nơi ở khu vực miền Tây mà thôi. Thay vào đó thì trời sẽ có nắng nhiều và nóng lên. Nhiều điểm nhiệt độ có thể lên tới mức 34 độ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai hay là tại Hậu Giang. Quay trở lại thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong tối ngày hôm nay thì mưa ngớt nhanh và sau 19 giờ cho tới đêm thì dự báo là trời hoàn toàn tạnh ráo. Không khí thì dịu mát với nhiệt độ cao sẽ không vượt quá 27 độ. Tại thủ đô Hà Nội thì tối nay trời vẫn sẽ tạnh ráo và khả năng là đến sáng sớm ngày mai thì mới có mưa nhỏ và trời se lạnh, với mức nhiệt thấp nhất hạ xuống còn khoảng là 21 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục Chuyển động 24 giờ. Xin cảm ơn chị Xuân.